thấy là những cái khi mà CD4 nó trên 500 thì đây là những cái biến tiền giang hay gặp ha. CD4 dưới 500 thì đây là những cái biến tiền giang, đây là sẽ nó ngang sắp lại đó là những biến tiền giang hay gặp ha. Thì nó cũng là từ những cái trên thôi, người ta cũng kê ha, chúng ta đang ghi nhận hoặc là ở dưới 250 thì nó sẽ ra được những biến tiền giang. Có những chữ về nhà như viêm nang long ái toàn thì em sẽ không nghe bao giờ, thì em chỉ biết viêm nang long thôi, ái toàn là sao ha, em sẽ không biết. Hoặc là những sắc vương Campuchia có khi nào nghe chưa, tên rất là ha, rất là lạ đó. Viêm da tiết xạ thì có thể nghe rồi ha, nhưng mà nó phải kèm cho nó bị tự tháng thì tháng trị ha. Còn nếu mà dưới 50 thì nó có những cái bệnh da, những cái bệnh mà những cái CD4 mà càng dưới 200 thì cái diễn tiến nó sẽ, tức là nó biểu hiện của lâm sàng nó rất là bất thường, nó sẽ không có điển hình cho mình thấy và cái diễn tiến nó rất là bất thường ha. Cái hạn như là bị u mềm quay khổng lồ quét xung quanh mình được tràn do cái HIV hoặc là Pseudomonas la lan tỏa bởi cái hậu thải after. Thì phân loại bệnh da trên HIV thì thường người ta có thể dựa vô lâm sàng ha, dựa vô lâm sàng có thể là dựa vô cái biểu hiện da của những cái này của nhóm bệnh nhiễm trùng, của nhóm bệnh lý tâm sinh ha, hoặc là của những một số bệnh lý viêm ha, hoặc là có thể người ta phân loại theo cái tế bào CD4 trong máu ha. Vậy thì em thấy là phân loại thì bữa nay mình học là mình học dựa vô cái việc biểu hiện lâm sàng cái nhóm da nhiễm trùng hay là nhóm da viêm hay là nhóm da tâm sinh ha. Thì đây là cái cổ bệnh da, những bệnh da viêm, nhiễm trùng, tâm sinh hay là nhiễm. Tại vì bây giờ